chào quý vị khán giả. Những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Các lãnh đạo Đảng Dân Chủ bảo vệ Tổng thống Biden. Các thành viên Đảng Dân Chủ hàng đầu hôm 30 tháng 6 loại trừ khả năng thay thế Tổng thống Joe Biden sau màn tranh luận mờ nhạt, đồng thời kêu gọi các thành viên đảng này tập trung vào hậu quả nếu ông Donald Trump tái đắc cử. Các lãnh đạo Đảng Dân Chủ kiên quyết bác bỏ lời kêu gọi chọn một ứng viên tổng thống trẻ hơn cho cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Theo hãng tin Reuters, lời kêu gọi ông Biden rời khỏi cuộc đua sau cuộc tranh luận ngày 27 tháng 6 là một cuộc thăm dò sau tranh luận của đài CBS cho thấy số thành viên Đảng Dân Chủ cho rằng ông Biden không nên tranh cử tổng thống đã tăng lên 10 điểm phần trăm, từ mức 36% trong tháng 2 lên 46%. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ ở bang Georgia Raphael Warnock, người được xem là một trong số những gương mặt tiềm năng thay thế ông Biden, bác bỏ khả năng chọn ứng cử viên thay ông Biden. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries, người có thể trở thành Chủ tịch Hạ viện vào năm tới nếu Đảng Dân Chủ nắm quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 11, thừa nhận rằng ông Biden đã phải chịu thất bại nhưng cho rằng đây chẳng qua là sự chuẩn bị cho sự trở lại. Thượng nghị sĩ Chris Collins ở bang Delaware nói với đài ABC News rằng ông Biden cần tiếp tục tham gia cuộc đua để đảm bảo việc ông Trump bị đánh bại. Thượng nghị sĩ Collins nói, tôi nghĩ ông ấy là thành viên Đảng Dân Chủ duy nhất có thể đánh bại ông Trump. Tờ The New York Times dẫn lời nguồn thạo tin cho biết gia đình ông Biden đang thúc giục ông ở lại cuộc đua và tiếp tục cạnh tranh. Tờ báo cho biết một số thành viên trong gia đình của ông đã bày tỏ sự bực tức riêng về cách đội ngũ của ông chuẩn bị cho sự kiện tranh luận hôm 27 tháng 6. Theo tờ The New York Times, một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất trong gia đình kêu gọi ông Biden chống lại áp lực bỏ cuộc là con trai ông Hunter Biden. Tổng thống Biden dồn dập hành động trấn an các nhà tài trợ. Tổng thống Joe Biden đang cố gắng trấn an các nhà tài trợ giàu có rằng ông vẫn có thể tái đắc cử bất chấp màn tranh luận khiến nhiều đảng viên dân chủ hoảng sợ. Financial Times cho hay ông Biden hôm 29 tháng 6 giờ Mỹ tham dự nhiều hoạt động gây quỹ ở New York và New Jersey. Đi cùng ông còn có đệ nhất phu nhân Jill Biden, người quyết định bảo vệ người chồng 81 tuổi của mình trước những lời kêu gọi ông rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới. Phát biểu trước những nhân vật ủng hộ nổi tiếng và giàu có, bà Jill khẳng định chồng mình không chỉ là người phù hợp mà còn là người duy nhất phù hợp ngồi ghế Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tiếp theo. Tổng thống Biden đã cố gắng xoa dịu lời chỉ trích bằng bài phát biểu vận động tranh cử đầy nhiệt huyết vào ngày 28 tháng 6 tại Bắc Carolina. Trong đó, ông cam kết sẽ tiếp tục chiến đấu. Tôi không đi lại dễ dàng như trước nữa. Tôi không nói chuyện trôi chảy như trước nữa. Tôi không còn tranh luận tốt như trước nữa. Ông Biden thừa nhận với những người ủng hộ. Nhưng tôi biết cách nói sự thật. Tôi biết cách làm tốt công việc. Ông nói trong tiếng reo hò nồng nhiệt và nhấn mạnh, khi bạn vấp ngã ở đâu thì bạn phải đứng dậy ở đó. Tại buổi gây quỹ ở East Hampton, New York ngày 29 tháng 6, ông Biden cũng thừa nhận rằng mình đã không có một đêm tuyệt vời khi tranh luận với đối thủ Trump. Tôi hiểu mối lo ngại về cuộc tranh luận, tôi hiểu điều đó. Financial Times dẫn lời ông Biden nói với những người ủng hộ tại nơi mà họ tham gia theo lời mời và có thể quyên góp số tiền dao động từ 3.300 đến 250.000 đô la Mỹ một người. Ba nhà tài trợ quen thuộc với hoạt động gây quỹ ở East Hampton mô tả bầu không khí trong phòng khá trầm lắng, mặc dù Tổng thống có vẻ mạnh mẽ hơn so với khi tranh luận trên sân khấu với ông Trump. Tổng thống Biden dự kiến tham dự một buổi gây quỹ khác vào cuối ngày 29 tháng 6 tại Red Bank, bang New Jersey. Tính tới tối ngày 28 tháng 6 giờ Mỹ, chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết đã thu về thêm 27 triệu đô la Mỹ. Ekip chiến dịch tranh cử của vị Tổng thống 81 tuổi khẳng định ông sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng và sẽ tham gia cuộc tranh luận thứ hai với ông Trump vào tháng 9 tới. Tổng thống Biden sẽ không từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng. The Hill dẫn lời người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden, Seth Strutter,
tuyên bố ông Biden sẽ không bỏ cuộc trong cuộc đua tổng thống năm 2024, bất chấp màn thể hiện chưa như ý trong cuộc tranh luận đầu tiên hôm 27 tháng 6. Trong một tin nhắn mà The Hill có được, người phát ngôn Stutter cố gắng trấn an những người ủng hộ tổng thống rằng ông Biden sẽ tiếp tục nỗ lực tái đắc cử, đồng thời khẳng định tất nhiên là ông ấy sẽ không bỏ cuộc. Một thành viên khác trong đội ngũ tranh cử của Tổng thống nói với tạp chí Politico rằng ông Biden sẽ ở lại cuộc đua vì là người duy nhất từng đánh bại ông Trump và sẽ làm điều đó một lần nữa. Bản thân ông Biden cũng bác bỏ ý tưởng cho rằng ông nên rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong khi đó, theo Politico, Đảng Dân Chủ được cho là hoảng loạn trước màn thể hiện của ông Biden và đang tích cực thảo luận về khả năng thay thế ông bằng một ứng cử viên khác. Một số nhà tài trợ lớn của Đảng Dân Chủ cũng bày tỏ lo ngại về thành tích của ông Biden. Cựu giám đốc truyền thông Nhà Trắng của Đảng Dân Chủ Kate Bedingfield nói với CNN rằng đó không phải là một cuộc tranh luận hay đối với ông Biden. Tuy nhiên, ekip tranh cử của ông Biden cố gắng giải thích cho màn trình diễn của Tổng thống. Một người thân cận với chiến dịch tranh cử của ông Biden cho rằng Tổng thống đã chuẩn bị quá kỹ, trong khi điều cần thiết với ông là nghỉ ngơi để tích lũy năng lượng. Các phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin ông Biden bị cảm lạnh trước cuộc tranh luận. Vấn đề tuổi tác của ông Biden. Trước thềm cuộc tranh luận, nhiều người Mỹ tỏ ra lo ngại về tuổi tác của ông Biden, người sẽ bước vào tuổi 82 vào tháng 11 tới. Đáng tiếc, theo một số chuyên gia, màn thể hiện vừa rồi không chứng minh được ông có năng lượng và sức bền để giảm bớt nỗi lo này. Trong nửa đầu cuộc tranh luận, ông Biden gặp khó khăn trong việc diễn đạt quan điểm tại một số thời điểm. Dù vậy, nhiều thành viên Đảng Dân Chủ tiếp tục lên tiếng ủng hộ ông Biden sau cuộc tranh luận, đồng thời cáo buộc ông Trump là mối đe dọa đối với nền Dân Chủ Mỹ. Phó Tổng thống Kamala Harris nhận định ông Biden khởi đầu chậm chạp nhưng kết thúc mạnh mẽ. Theo bà Harris, ông Biden thể hiện sự tương phản rất rõ ràng với ông Trump về mọi vấn đề mà người dân cho là quan trọng. Trong khi đó, theo đài ABC News, các phát ngôn cường điệu, công kích và một loạt vấn đề pháp lý vẫn là điểm yếu của ông Trump. Tại cuộc tranh luận, cựu Tổng thống đưa ra nhiều phát biểu bị giới truyền thông xem là sai sự thật. Đáng chú ý, ông Trump tìm cách né tránh câu hỏi về việc có tôn trọng kết quả cuộc bầu cử Tổng thống ngày 5 tháng 11 tới hay không, khi khẳng định chỉ làm thế nếu tiến trình bỏ phiếu diễn ra công bằng và tự do. Cuộc tranh luận nói trên diễn ra tại thành phố Atlanta, bang Georgia, và đây là lần đầu tiên hai ông Biden và Trump đối đầu trong một sự kiện như thế kể từ tháng 10 năm 2020. Từ giờ đến cuộc bầu cử, chỉ còn một cuộc tranh luận nữa được lên lịch vào ngày 10 tháng 9. Theo giới quan sát chính trị, lợi thế lúc này của ông Biden là còn nhiều thời gian để khắc phục các điểm yếu và có lần trở lại ấn tượng hơn. Tuy nhiên, đài Al Jazeera cũng lưu ý rằng đã xuất hiện ý kiến về việc tìm kiếm ứng viên thay thế ông Biden. Ở chiều ngược lại, theo đài NPR, cuộc tranh luận nêu bật lý do nhiều người vẫn còn quan ngại về quan điểm của ông Trump đối với một loạt vấn đề như chuyện phá thai và Mỹ đại diện ra sao trên trường quốc tế. Vì thế, dù ông Biden còn thiếu sót, hàng triệu người vẫn có khả năng bỏ phiếu cho ông thay vì ông Trump. Trước màn xò găng, các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ giữa ông Donald Trump và Tổng thống Joe Biden khá xích sao. Một cuộc khảo sát của tờ The New York Times và trường Siena College được công bố trước cuộc tranh luận cho thấy ông Trump nhận được gần 48% tỷ lệ ủng hộ, trong khi ông Biden là 44%. Giới quan sát chính trị nhận định diễn biến cuộc tranh luận hôm 27 tháng 6 có thể làm tăng thêm sự chênh lệch. Ngay sau cuộc tranh luận, theo khảo sát của đài CNN, khoảng 67% cử tri được hỏi cho rằng ông Trump thể hiện tốt hơn so với 33% nghiêng về ông Biden. Trước cuộc tranh luận, tỷ lệ này dành cho ông Trump và ông Biden lần lượt là 55% và 45%. Điều này cho thấy sự thay đổi đáng kể so với năm 2020, thời điểm ông Biden được đánh giá là vượt trội hơn ông Trump trong cả hai cuộc tranh luận. Trong khi đó, một số cử tri còn do dự đã nêu ý kiến bất lợi cho ông Biden sau cuộc tranh tài vừa rồi. Trong số 13 người chưa ra quyết định được hãng tin Reuters khảo sát, có đến 10 người mô tả màn tranh luận của vị Tổng thống 81 tuổi là yếu ớt, bối rối và khó mà xem được. 7 trong số 9 cử tri thất vọng trước màn thể hiện của ông Biden nói với Reuters rằng họ đang nghiêng về phía ông Trump vì họ không còn tin rằng ông Biden có thể thực hiện tốt cương vị Tổng thống. Bà Meredith Maso, 51 tuổi, sống ở khu vực Los Angeles và làm nghề tự do cho rằng cuộc tranh luận khiến bà bị sốc. Bà Maso từng bỏ phiếu cho ông Biden vào năm 2020, nhưng hiện nghiêng về phía ông Trump với lý do tinh thần ông Biden thiếu nhạy bén.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.